xong rồi bốn người là ngủ đấy. Con nó nhú răng hay sao ấy, con nó nhú răng hay sao ấy, và con nhú răng rồi hay sao thế? Cái gì? Không nghe thấy gì á? Xong rồi bốn người là ngủ đấy. Nghe nghe thấy chưa? Đấy, tăng lượng lên. Thấy cái nhúng nhúng trắng nên tưởng là con mọc răng. Lấy cái lá xe đất ra nấu nước để tắm cho nó. Không ai không chơi cho con à?
Thế nhá.